Mình xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Các bạn ơi, ngày hôm qua các bạn mình vừa mới hoàn thành xong một cái giớn nè. Cái giớn này là cái giớn chặn miên con kinh luôn nha các bạn ơi. Cái giớn này là do mình tự làm nha các bạn. Đây để mình xuống mình giới thiệu sơ về cái giớn bên mình cho các bạn xem. Đây là cái giớn, nó có gọ cá nha các bạn. Có gọ chứa cá nè. Đó, các bạn thấy không? Đây nè. Ở đây là một cái tường cánh. Ở đây là tường cánh từ cái gọ đi ra cái mé bờ dẫn vô cái cửa nha các bạn. Dẫn vô cái cửa, cửa này có hai bên nha các bạn ơi. Đây nè. Đó, các bạn thấy không? Một bên một cửa. Ở đây là mình sử dụng cái đuôi chuột. Cái đuôi chuột này là cái đuôi của cái đuôi là 6 mét nha các bạn. Ở tại vì cái đường kinh này nè là đường kinh nước cạn nên mình sử dụng cái gọ nhỏ thôi. Còn nếu mà ở ngoài á, cái đường kinh lớn á, thì mình sẽ sử dụng cái gọ 9 mét nha các bạn. Này để mình qua đây mình quay cho các bạn xem nữa. Còn ở bên đây á, ở bên đây thì mình cũng sẽ sử dụng một cái tường cánh nữa. Cái tường cánh này mình để chặn cá lại nha các bạn. Chứ mình không có dẫn vô cái gọ. Rồi các bạn thấy không? Đây nè. Đây là cái tường cánh. Cái tường cánh nó dẫn vô mé bờ luôn nha các bạn. Rồi các bạn thấy không? Ở đây thì cá nó sẽ đi. Đi nó lần vô đụng mấy cái tường cánh này nè các bạn. Rồi nó sẽ lần qua cái tường cánh bên kia. Nó đi rồi nó lòn lòn. Hồi nó vô cái gọ này. Nó vào cái túi này. Hôm ngày mấy bữa nay nước kém nè. Ngày qua tới giờ nước kém. Nên ép cá rồi nó đi cũng hơi ít. Mới làm xong ngày hôm qua nè. Còn hôi sình. Ép cá lồng tông. Tép bò ở đây quá trời luôn các bạn. Không phải tép bò. Tép gì? Tép bần. Tép bần ở đây quá trời luôn. Ở đây mình mới đặt nên nó chưa chạy đâu. Vài bữa nước gông á. Gông nhiều á. Cá tép rồi nó mới chạy đây nè các bạn thấy không? Tép nè, nó bò nè. Lỡn ngỡn hết trơn. Ở này mình vừa mới hoàn thành xong chiều ngày hôm qua. Rồi bữa nay sáng nay mình lên mình quay cho các bạn xem. Tại ngày hôm qua tối rồi mình không có quay. Đó, các bạn thấy không? Gọ lưới nè, khung nè. Cái này cái đuôi này là cái đuôi 2 mét rưỡi nha các bạn. 2 mét rưỡi cái đuôi này. Cái đuôi này mình làm nó căng phải cho nó thẳng nha các bạn. Rồi bây giờ mình xin chào tất cả các bạn, hẹn gặp lại tất cả các bạn những video tiếp theo của mình. Để các bạn nào mà nếu mà muốn làm giớn á, muốn biết chi tiết thì liên hệ mình sẽ hướng dẫn trực tiếp cho nó dễ nha các bạn.